không muốn vòng eo ngấn mỡ hãy hạn chế ăn bốn loại thực phẩm và thường xuyên dùng bốn loại trái cây đối với các bạn nữ ai cũng mong muốn có được một thân hình thon gọn hoàn hảo vì vậy việc giảm cân luôn là chủ đề được các nàng quan tâm hàng đầu dưới đây là những loại thực phẩm bạn nên ăn và không nên ăn thường xuyên để hạn chế mỡ bụng khi phụ nữ có một thân hình hoàn hảo họ có thể làm nổi bật sự quyến rũ cá nhân của mình và thậm chí còn tăng cường sự tự tin cho bản thân nhiều phụ nữ kêu ca về việc giảm cân mỗi ngày nhưng họ không thực hiện hoặc sau khi lựa chọn các phương pháp giảm cân khác nhau họ không thấy cải thiện đáng kể họ sẽ chọn từ bỏ và cuối cùng là thất bại trên thực tế thất bại trong quá trình giảm cân có liên quan đến việc bỏ bê và ăn kiêng không đúng cách nếu bạn muốn giảm cân chìa khóa thành công là ăn ít hơn và nhiều người bị béo phì vì họ háu ăn gần đây trên mạng xuất hiện tin đồn những người giảm cân nên tránh xa đậu phộng điều này có đúng không Lạc là một loại thực phẩm hạt phổ biến, có giá trị dinh dưỡng phong phú. Các vitamin và chất xơ có trong mô bề mặt giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và ổn định tỷ lệ trao đổi chất. Ngoài ra, đậu phộng rất giàu bờ dâu tin chất lượng cao, có thể cung cấp năng lượng và bổ sung nhiệt lượng mà cơ thể thiếu hụt trong thời gian ngắn, đồng thời đạt được tác dụng bổ trợ cho hoạt động tự phục hồi của các cơ quan và mô. Tuy nhiên, người ăn kiêng không nên ăn đậu phộng trong thời gian dài để tránh tích tụ một lượng lớn các thành phần chất béo làm rối loạn mức tiêu chuẩn của tỷ lệ mỡ trong cơ thể, dễ dẫn đến béo bụng. Theo thử nghiệm chiết xuất thành phần thực phẩm, hàm lượng calo trên 100 gram đậu phộng cao hơn 21,3% so với sản phẩm thịt, 22,5% so với sữa trứng và 33,8% so với trứng. Tiêu thụ quá nhiều đậu phộng sẽ dẫn đến tích tụ một lượng lớn các thành phần chất béo, tăng gánh nặng áp lực lên mô mạch của chính mình, đồng thời gây tăng huyết áp và tăng lipid máu. Tuy nhiên, việc sử dụng từ 2 đến 3 hạt đậu phộng có thể bổ sung thành phần chất xơ và vitamin còn thiếu trong cơ thể, từ đó tăng tỷ lệ trao đổi chất, giảm cảm giác chướng bụng, giảm lượng carbon đi đa át vào bữa sáng. Dưới đây mới thực sự là bốn loại thực phẩm bên nên tránh nếu không muốn tích tụ mỡ bụng. 1. FOCOLA FOCOLA là một món ăn vặt phổ biến trong cuộc sống. Nó có vị ngọt và thường có thể làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc bởi vì ăn đồ ngọt có thể tăng tiết dopamine và làm cho mọi người hạnh phúc. Nhiều bạn nữ thích ăn SOCOLA trong khi xem phim truyền hình dài tập, điều này không chỉ giết thời gian mà còn khiến họ thư giãn. Tuy nhiên, SOCOLA có hàm lượng ca lâu tương đối cao và nhiều đường, có thể làm tăng cân. 2. Mì ăn liền ít dinh dưỡng, nhiều muối. Mì gói là một loại thực phẩm ai cũng đã từng ăn qua. Nhiều người không có thời gian nấu nướng sẽ giải quyết bữa ăn bằng cách ăn mì gói. Tuy nhiên, với một số loại mì ăn liền có ít chất béo, giá trị dinh dưỡng thấp và nhiều muối, việc ăn chúng thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến chức năng trao đổi chất của cơ thể, khiến cơ thể ngày càng béo hơn, phù do tích nước. 3. Trái cây sấy Trái cây sấy là một thực phẩm được chế biến chủ yếu bằng cách sấy khô làm từ mơ, mận, táo tàu, gừng và các loại trái cây và rau quả khác, hoặc nó được ngâm với si rô hoặc mật ong sau khi sấy. Sau khi chất ngọt trong trái cây sấy đi vào cơ thể người sẽ tạo thành môi trường AXIT, dễ làm giảm khả năng thực bào của bạch cầu người. Dễ nhiễm trùng họng, gây viêm mãn tính, thậm chí gây phát triển bất thường cổ họng và dây thanh âm. Chất bảo quản trong chúng cũng chứa nhiều phu gia thực phẩm nên chứa nhiều ca lâu. Những người giảm cân phải tránh nó. 4. Khoai tây chiên Mọi người thích ăn đồ ăn vặt trong thời gian rảnh rỗi. Khoai tây chiên chúng ta thường ăn được nấu trong dầu. Loại thực phẩm này tuy nhỏ nhưng lại chứa nhiều ca lâu mọi người phải tránh dùng nó khi cố gắng giảm cân. Ăn đồ chuyên phồng như khoai tây chiên khi giảm cân không chỉ dễ khiến cơ thể béo hơn mà các chất phụ gia còn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nên việc giữ mồm giữ miệng là điều mấu chốt. Bốn loại trái cây nên ăn nếu muốn giảm cân. Chuối, chuối chứa nhiều kali, có thể làm giảm huyết áp. Nếu bạn ăn nó thường xuyên, nó có thể ngăn chặn mức độ ionatgi trong cơ thể, giúp hạ lipid máu và ổn định huyết áp. Những người không chú ý đến chế độ ăn uống trong quá trình giảm cân rất dễ bị táo bón, cản trở hiệu quả giảm cân, tăng áp lực cho đường tiêu hóa. Tại thời điểm này, bạn cũng có thể ăn một quả chuối mỗi ngày, chuối rất giàu chất xơ, có thể tăng cường nhu động đường tiêu hóa và đẩy nhanh quá trình bài tiết phân. Bưởi, bưởi rất giàu insulin và vitamin tự nhiên. Chế độ ăn uống điều độ thường xuyên có thể thúc đẩy quá trình tiết insulin và kiểm soát sự ổn định của lượng đường trong máu. Bưởi có giá trị dinh dưỡng cao và hàm lượng đường thấp ăn nhiều bởi không dễ khiến người bệnh tăng cân. Nó giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, thúc đẩy tiêu thụ và đốt cháy chất béo trong cơ thể, giữ cho phụ nữ luôn trong trạng thái xinh đẹp. Táo, táo là loại quả thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nó bổ dưỡng và chứa nhiều loại vitamin và pectin tự nhiên. Sau khi tiêu thụ, nó có thể cải thiện chức năng trao đổi chất của cơ thể, thúc đẩy quá trình thải độc và giúp giảm cân. Ăn táo thường xuyên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Trong quá trình giảm cân, mọi người có thể ăn một quả táo trước khi ăn khoảng 10 đến 20 phút có tác dụng cải thiện cảm giác no, giảm lượng calo nạp vào cơ thể một cách hiệu quả, đẩy nhanh quá trình giảm cân. Kỳ gùi, quả kỳ gùi có chứa nhiều loại chất dinh dưỡng rất có lợi cho cơ thể. Nó rất giàu vitamin C ăn thường xuyên và vừa phải có thể tăng cường chức năng trao đổi chất của cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, giúp cơ thể không bị virus, vi khuẩn xâm nhập. Ăn kỳ gùi có thể cải thiện tình trạng loét miệng và khô da khi người bệnh thiếu vitamin hoặc thức khuya. Ăn trái kỳ gùi cho người ăn kiêng có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu trong cơ thể và đẩy nhanh quá trình thải các chất béo trong mạch máu, có lợi cho việc giảm cân, nguồn và ảnh. Sohu, Itzit, The Healthy